6 cân đấy chú ạ. Cháu thấy to. Đâu phải đơn giản đâu. Đâu phải dễ. Cứ từ từ chú ạ, con này to lắm, cháu thấy to. Con này 5 cân. 5 cân là cái chắc. Con này là 7 cân, 5 cân. Một treo treo lưỡi. Xin chào anh em nhé. Này, anh em tôi đi câu. Đây là máy câu. Bộ đồ. Đây đông người câu. Bên này. Bên này có người câu. Góc bên này có người câu. Xa tôi mới đến gần này thôi. Mùi câu về. Đây mùi câu đây các bạn này. Mùi câu thì chỉ có ngô ngọt với cả thóc. Đây mình bỏ hẳn này cho bạn xem nha. Đấy, có đọc thóc với mầm mới thính không? Thóc mầm mới ngô ngọt rồi. 10 quả ngô ngọt cần giá. Góc bên này như vừa được con chấm giòn. Hồ đông những người câu phết. Đây chỗ này còn 3 phao một chỗ. Cả môi. Nếu tối bác cắm bên dưới thì bác đổ thẳng phao vào được. Tối cắm tiêu bên dưới. Vâng. Thế bác cứ đổ thẳng phao. Mình gần cho các bạn xem ha. Đây là hồ ở đâu nhỉ? Đầm Vọng, Tràng Giang. Hái hoa. Đây thuộc hái hoa đấy nhỉ bác? Hái hoa. Làm bún bò ạ. Làm bún bên kia đúng không? Rồi chỉ cần đợi giặt nữa các bạn. Cháu dạ lâu lắm rồi cháu đi đâu chú bác? Hôm qua chú cầu đây à? Qua được không chú? Này. Mai câu đêm ấy chú. Sao nắm vô tôi à? Bốn cái. Năm cái. Năm cái. Ừ, năm cái. Mai. Mai tôi mai được phép câu ở đây à? Câu đêm mấy trăm năm rồi. Từ 6 giờ đến 6 giờ sáng. Bây giờ mình lên trên kia xem phao nó nhíu nha. Lôi vào đi. Lôi vào đi. Một,
kiểu đấy thế nào ấy. Không, chú kéo lên đây. Hai con trong vòng tiếng. Bác chú mở máy. Thôi. Trời phát bụng nhỉ. Vớt rồi, phải không? Ra đi ra mấy máy mấy gì? Ra rồi sao? Ra rồi. Ra của anh rồi sao? Gò cố vẫn mất. Cứ bình tĩnh. Vân chấm. Bé. Bé ăn con gậy. Con gậy to hơn. Lên lên. Con này dẻo lắm. Đang xuống. Rồi ăn rồi, vào rõ rồi. Thôi. Cái mùi tuột này, tuột lưỡi này. Tuột, móc vào đấy cái này. May nhỉ. Chứ hắn vào trong ấy, nó dậy rất dễ. May vào đúng đúng vạt này mới lớp. Hay ra này yên phú lương. Đi cái theo thằng ấy đi câu bây giờ chưa. Lại ăn con nữa rồi. Kéo lại. Ôi, chúng tôi nhiều cái nhỉ. Tiếng làm ba con này được rồi. Bỏ cái tâm vào. Ngay bằng đều. Ngay. Ây à, to đấy. Chưa, bắt mất. Và thằng mồm á. Nó le ghê thật. Ủa, con này phải 5-6 cân đấy, cháu thấy to. Đâu phải đơn giản đâu. Cứ từ giữa con này to lắm, cái thứ to. Con này 5 cân. 5 cân là cái chắc. Con này 8 cân. Chú. Cho quá. Bỏ đấy, 8 cân rồi bác ơi. Đuôi. Một tiếng ba con. Kẹp chặt. To quá. Kéo kéo nhé. Ui, rách bụng. Rách bụng à, vừa ui rách bụng kìa. Rách bụng. Cơ bản là lúc bị treo lưỡi.
cân gì? 8 cân. 8 kéo. Rách bụng không? Rách bụng. Ít thôi. À, ở ngoài thôi, không gì. Ngoài chưa được. Nghĩa đấy chú ơi. Anh em tôi vừa được con này. Ba. Con này được 3 cân anh nhỉ? Thoải mái 3 cân. Đây. Đây cho bạn xem. Trắng, trắng trắng. Trắng luôn. Xuống, xuống đi. Rồi, cái nó tỉnh nó hồi giờ vậy ầm rồi. Giờ. Trắng được nó tít xuống dưới thì càng tốt. Đâu? Thôi, sống ấy. Sống liễu. Một con. Đúng mùng 1 luôn các bạn. Đỏ rồi. À, đây là con. Cả ngày tôi đi được đây. 4 cân. Vừa cân xong. May còn được một con đấy. Một con này díu phao nhưng mà giật lên thì còn được đọc cái vảy dính vào lưỡi. Tiếc quá. Ôi thì luôn. Và bây giờ là 10:20 rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé.